cô sinh viên đại học đến trung tâm thương mại mua sắm, nhưng bởi vì quá nghèo nên chỉ ngắm chứ không mua. Nhìn những chiếc nhẫn kim cương triệu đô qua cửa kính, cô gái mê mẩn ngắm nhìn. Nhưng không ngờ, người đàn ông bên cạnh ngay cả giá cũng không hỏi, lập tức lấy ra thẻ ngân hàng, sau đó trực tiếp mua luôn chiếc nhẫn đắt nhất. Gặp được một người đàn ông giàu có như vậy, cô gái đương nhiên không thể bỏ lỡ. Thế là cô liền đi theo người đàn ông. Người đàn ông nhận ra liền quay lại hỏi cô muốn làm gì. Nhưng lúc này cô gái ngập ngừng không nói, tiếp đó buồn bã quay đầu rời đi. Người đàn ông tưởng rằng cô muốn tỏ tình nhưng ngại không nói, thế là gọi cô lại. Nhưng không ngờ cô gái lại nói muốn tờ hóa đơn mua nhẫn của anh để đổi điểm lấy hàng. Nhìn thấy cô gái cố chấp, chàng trai có chút sợ hãi lùi lại phía sau. Đúng vào lúc này, điện thoại của chàng trai vang lên. Yunzo à, biết được chàng trai đang đau đầu vì chuyện làm thế nào để giúp nữ thần dọn dẹp vệ sinh, cô gái nói rằng mình sẽ dạy cho anh bí quyết tán gái độc quyền để đổi lấy tờ hóa đơn trong tay chàng trai. Tiếp đó cô gái lấy tờ hóa đơn chạy đi. Nhưng điều khiến chàng trai không ngờ là cô gái đột nhiên mua một đôi găng tay nhựa đưa cho anh ta, còn nói tình yêu nhà giàu nên thực tế đơn giản một chút. Nếu như chàng trai có thể đích thân đi làm việc nhà, nữ thần nhất định sẽ cảm động rơi nước mắt. Tiếp đó cô gái quay người rời đi. Chàng trai nhìn đôi găng tay cảm thấy mình giống như một chàng ngốc. Nhưng không ngờ vài giây sau nữ thần lại nói, nếu như chàng trai có thể đến cùng mình dọn dẹp, cô ấy nhất định sẽ rất cảm động. Sau đó cô gái cầm theo tờ hóa đơn đổi được chiếc vali cô khao khát từ lâu. Kết quả khi quay về nhà lại bị chị gái cho đứng ở ngoài. Cô gái không có nhà để về, đến văn phòng của trường học ở lại qua một đêm. Đúng lúc này cô ấy vô tình phát hiện mối tình đầu của chàng giáo sư mà cô yêu thầm chính là người giám đốc viện bảo tàng. Để tìm hiểu tình địch của mình, cô đến viện bảo tàng. Nhưng điều trùng hợp là cô gặp lại chàng trai giàu có đó. Nhìn thấy người quen, cô gái không nhịn được thốt ra nói tình địch là đồ hồ ly tinh. Nhưng sau khi được giới thiệu, cô gái mới phát hiện thì ra giám đốc viện bảo tàng Yunzo chính là nữ thần mà chàng trai giàu có này theo đuổi. Cô gái vô cùng xấu hổ. Để Yunzo không uy hiếp đến sự theo đuổi thần tượng của mình, cô gái tự nói mình là bạn gái của chàng trai, muốn lợi dụng lòng đố kỵ để Yunzo nhanh chóng đến với chàng trai. Chàng trai vốn tưởng rằng cô gái quá tầm thường, Yunzo căn bản không thèm để tâm. Nhưng không ngờ Yunzo thực sự đã ghen. Thế là chàng trai phối hợp với cô gái diễn một vở kịch tình cảm, tiếp đó nói những lời rất thân thiết, còn nói đến chuyện gặp bố mẹ hai bên, rồi nói đến chuẩn bị sinh con. Điều này khiến Yunzo có chút khó chịu, cô vội vàng đứng dậy tìm cớ rời đi. Để cảm ơn cô gái đã giúp mình, chàng trai mời cô gái đi ăn mì. Khi hai người chuẩn bị tạm biệt nhau, chàng trai nhận được điện thoại báo ông nội đang bệnh nặng. Chủ tịch nói ra nguyện vọng của mình, đó chính là hy vọng cháu trai tìm được cô gái tên là Lee Seo, bởi vì chủ tịch cảm thấy mình đã nợ cô gái đó cả một đời. Điều này khiến chàng trai không thể không hoài nghi cô gái chính là con gái riêng của ông nội. Mặc dù anh ta không muốn, nhưng vì ông nội anh vẫn đến địa chỉ đó. Nhưng điều khiến anh kinh ngạc là Lee Seo, người anh phải tìm chính là cô gái anh mới gặp gần đây. Nghĩ lại những lần gặp mặt trước đó, chàng trai nghi ngờ Lee Seo đang cố ý tiếp cận mình. Để tìm hiểu rõ hoàn cảnh của cô, chàng trai ở lại nhà của Lee Seo. Sau một khoảng thời gian tiếp xúc với nhau, anh phát hiện Lee Seo thật sự là một trẻ mồ côi. Thế là chàng trai nói ra thân phận thật của mình, cô chính là cô của tôi. Sau khi biết mình là con gái của chủ tịch, cô thực sự rất sốc. Nhưng sau khi cô xem xong danh thiếp của chàng trai, cô ấy càng sốc hơn. Thì ra chàng trai tên là Park Hae-young, ông nội của anh ta là chủ tịch tập đoàn giàu có bậc nhất Hàn Quốc, trong tay sở hữu khối tài sản lên tới hàng nghìn tỷ won. Nếu như cô là con gái của chủ tịch, vậy cô sẽ được thừa kế khối tài sản lên tới hàng trăm tỷ won. Sau đó Park Hae-young đưa Lee Seo về nhà, chủ tịch sớm đã ở đây đợi con gái. Khi Lee Seo vừa bước xuống xe, vị chủ tịch tập đoàn 82 tuổi đã quỳ xuống trước mặt Lee Seo, mở miệng kêu điện hạ, công chúa điện hạ. Giây phút này tất cả mọi người đều á khẩu không nói lên lời. Không ngờ chủ tịch Park tiếp tục nói, thần là một tội nhân, dù cho bây giờ bảo thần chết đi, thần cũng không có gì hối tiếc, thưa công chúa điện hạ. Điều này khiến tất cả mọi người đều bối rối. Sau đó chủ tịch Park nói với Lee Seo, thực ra thân phận thật sự của Lee Seo chính là hậu duệ của hoàng thất. Năm đó vị hoàng đế cuối cùng bởi vì chiến loạn nên phải di rời. Để tìm được hậu duệ, hoàng thất bị lưu lạc ở dân gian. Hoàng đế giao nhiệm vụ khó khăn này ủy thác cho bố của chủ tịch Park, nhưng khi đó chủ tịch Park trẻ tuổi còn nông nổi nên đem theo hết tiền chạy đi ngay trước đêm giải phóng, đồng thời dùng số tiền này để thành lập tập đoàn giàu có bậc nhất Hàn Quốc. Từ đó đến nay ông luôn muốn tìm lại hậu duệ của hoàng thất, sau đó trả hết những tội lỗi mà mình gây ra. Biết được mình là công chúa duy nhất của Hàn Quốc, Lee Seo tỏ ra rất kinh ngạc, nhưng so với thân phận là hậu duệ của hoàng thất, điều cô quan tâm hơn là phụ hoàng của mình đang ở đâu. Không ngờ chủ tịch Park đau buồn nói, phụ hoàng của cô đã chết rồi. Lee Seo nghe xong khó có thể chấp nhận, cô lập tức đứng dậy rời đi. Lúc này Park Hae-young ở ngoài cửa đợi, rất muốn biết đã xảy ra chuyện gì. Lee Seo không có chỗ nào giải bày tâm sự nên khóc lóc nói với Park Hae-young, mình căn bản không quan tâm đến thân phận hậu duệ hoàng thất gì đó, cô chỉ muốn bố của mình có thể sống tốt. Nhưng bây giờ chủ tịch Park lại phá tan nguyện vọng của cô, cô cảm thấy chủ tịch Park rất quá đáng. Park Hae-young chỉ có thể ôm cô vào lòng an ủi, sau đó anh đưa Lee Seo về nhà chị của cô, nhưng cô vẫn không được vào. Park Hae-young không hiểu tại sao tình cảm hai chị em cô lại tệ đến vậy. Lee Seo nói mình và chị gái đều được nhận nuôi, từ nhỏ đã không hợp nhau. Nhìn thấy Lee Seo không có nơi để đi, Park Hae-young tốt bụng đưa cô về nhà mình. Đợi sau khi tâm trạng Lee Seo ổn định lại, Park Hae-young còn bưng lên một đĩa bít tết cho Lee Seo. Tiếp đó lại rót hai ly rượu vang 82 tuổi thưởng thức vị ngon của bít tết. Lee Seo cũng tạm thời quên đi sự tổn thương khi nãy. Không ngờ lúc này, điện thoại của Park Hae-young đột nhiên vang lên. Là Yunzo.
Biết được tin nữ thần đến nhà Park Hye-young vô cùng hốt hoảng, anh vội vàng bảo Lee Seo trốn vào phòng ngủ. Tiếp đó anh ra mở cửa đón nữ thần của mình, còn Lee Seo trốn ở trong phòng ngủ tiếp tục thưởng thức món bò bít tết. Không ngờ đúng vào lúc này, bụng Lee Seo đột nhiên đau dữ dội khiến cô đứng ngồi không yên. Có thể thấy cô gái này sắp không chịu nổi nữa. Cô lập tức gọi điện cho Park Hye-young. Đối mặt với tình huống khẩn cấp này, Park Hye-young cũng luống cuống không biết phải làm sao. Anh ta đành phải bảo Lee Seo tự nghĩ cách, nhưng Lee Seo sắp không chịu nổi rồi, cô ấy lập tức uy hiếp Park Hye-young. Được thôi, trong vòng một phút, nếu như anh không giải quyết xong, tôi sẽ tự mình nghĩ cách. Anh tự liệu đi. Trong căn phòng này có rất nhiều túi sách hàng hiệu. Tôi phải đi vào cái túi nào đây? Những lời này khiến Park Hye-young chết lặng. May là lúc này Yoon-jo cũng nhận ra sự lo lắng của anh, chủ động đề nghị rời đi. Có thể thấy, sắp thành công tiễn được Yoon-jo đi rồi. Không ngờ đúng vào lúc này, Yoon-jo phát hiện ra chiếc bốt của Lee Seo. Park Hye-young đang định nói dối, nhưng Lee Seo đột nhiên xông ra. Không được rồi. Dọn dẹp vệ sinh, cô gái nói rằng mình sẽ dạy cho anh bí quyết tán gái độc quyền để đổi lấy tờ hóa đơn trong tay chàng trai. Tiếp đó cô gái lấy tờ hóa đơn chạy đi, nhưng điều khiến chàng trai